Thưa quý vị, như trong bản tin chiều qua chúng tôi đã phản ánh tại hội nghị đối thoại trực tiếp với nông dân được tổ chức tại Đắk Lắk, Thủ tướng và các bộ trưởng đã giải đáp nhiều câu hỏi cho nông dân về phát triển nông nghiệp Tây Nguyên như một số ngành hàng, cà phê, hồ tiêu, tình trạng nhà máy chế biến nông sản còn ít, giải pháp để trị phân bón giả và vấn đề tiêu thụ nông sản. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với 65% dân số đang sống ở nông thôn thì việc phát triển nông thôn văn minh hiện đại chính là bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng nhấn mạnh phải hình thành một tầng lớp nông dân mới, hiểu biết về thị trường, quy luật thị trường để biết cách sản xuất. Sản xuất nông nghiệp phải thắng ngay từ khi gieo hạt. Người đứng đầu chính phủ tiếp tục khẳng định nhà nước sẽ hỗ trợ tốt hơn nữa cho nông nghiệp, nông dân, nhưng tự lực, tự cường đối với nông dân rất cần thiết, nhất là nông dân trẻ phải tự vươn lên để làm giàu. Một trong những yếu tố quyết định chính là khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh của ngành nông nghiệp thời 4.0 để nâng cao chất lượng năng suất, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đảng, nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến y tế, giáo dục, các vấn đề xã hội. Nhà nước nâng tỷ lệ đầu tư cho giáo dục để miền Trung Tây Nguyên không phải là vùng trũng mà là vùng phát triển ngang bằng các vùng khác. Thủ tướng cho biết vẫn còn nhiều trăn trở mà chính phủ, các bộ ngành qua đối thoại lần này cần quan tâm xử lý, tạo điều kiện cho nông dân nâng cao thu nhập, phát triển sản xuất, làm giàu. Về vốn, cần giảm hoãn cho những hộ nông dân khi thiên tai, bệnh tật xảy ra để bà con có cách giải quyết và chính sách tín dụng phải được đẩy mạnh. Kết luận tại buổi đối thoại với nông dân thì Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và Công an các địa phương cần phải xử lý kiên quyết nạn phân bón giả, giống kém chất lượng, nạn tín dụng đen. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành chuyên môn và các địa phương trong thời hội nhập cần phải có thông tin thị trường để cho bà con yên tâm đầu tư có định hướng, nhất là trong nước và những khu vực mà Việt Nam có ký hiệp định thương mại. Vâng, được du nhập vào Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước, cây maca được ví von với rất nhiều các mỹ từ như là cây trồng tỷ đô hay là nữ hoàng quả khô. Tuy là tiềm năng thị trường rất lớn, song để phát triển bền vững cây maca thì còn rất gian nan. Từ vấn đề là đảm bảo giống chất lượng cho đến việc liên kết sản xuất và chế biến. Nếu không có giải pháp cho các vấn đề này thì tham vọng đến năm 2030, maca đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 600 triệu đô la Mỹ, không dễ thành hiện thực. Nguyên nhân là số cây không cho trái chiếm tỷ lệ rất lớn. Trồng mắc ca một thời gian rồi thì tôi cảm nhận thấy là cây mắc ca là nó có một số cây nó không được ra đều trái. Cái nguyên nhân là hầu như là do cái kỹ thuật mình chăm sóc. Thứ hai nữa là một số giống mình cũng chưa am hiểu được hết. Thế còn cái khó khăn của bà con trồng mắc ca thì hầu như là do cái kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất là vào cái thời điểm ra hoa, đậu quả. Thứ hai nữa là để dưỡng quả cho nó không rụng và bảo vệ thực vật. Không ít người dân Tây Nguyên đã vỡ mộng mắc ca như ông Thường, khi cây không cho trái hoặc năng suất kém. Nguyên nhân chính là do mua giống trôi nổi, không đảm bảo chất lượng. Là về giống là dứt khoát là phải nghe khuyến cáo của khoa học thôi, chứ chúng ta không thể tùy tiện được đâu. Bởi vì thế này, nó là cái cây nó đi gắn bó mình mấy chục năm. Nếu mà anh chỉ tùy tiện, anh chỉ sao nhãng, anh tham rẻ chỉ một lần thôi, là cả vườn anh khoảng đến 4-5 năm sau không có quả. Bên cạnh chất lượng cây giống thì vấn đề liên kết chuỗi và chế biến mắc ca cũng rất đáng lo ngại khi tới nay. Người trồng mắc ca vẫn phải tự tìm đầu ra bằng cách bán lẻ. Nước ta cũng chưa có nhà máy chế biến mắc ca. Hiện nay là nói là phát triển mắc ca nhưng mà trong nước thì chưa có cái nhà máy nào cả. Đúng. Và hiện nay là các cái cơ sở chế biến là quy mô nhỏ và chủ yếu là mới ăn hạt thôi. Chứ còn chưa có cái sản phẩm sâu và chưa đa dạng. Thì chúng tôi cho rằng này hiện nay là cái sản lượng mắc ca ở Việt Nam thì còn rất ít, một năm mới có khoảng 3-4 nghìn tấn thôi. Thế mà bây giờ xây một cái nhà máy thì báo cáo các anh là phải chờ như vậy là hàng chục năm, 5-7 năm nữa thì mới có sản phẩm. Đấy. Theo dự báo, thời gian tới cả sản lượng cung và cầu mắc ca trên thế giới đều tăng nhanh. Với tốc độ cung tăng 9% một năm, cầu tăng 12% một năm. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam phát triển vùng nguyên liệu mắc ca. Tuy vậy, nếu không khắc phục được những bất cập hiện nay, thì tham vọng đến năm 2030 đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 600 triệu đô la Mỹ của ngành hàng mắc ca sẽ khó thành hiện thực. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức hội nghị kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam thời gian qua, định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định
thực tiễn chứng minh macca là cây xóa đói, giảm nghèo, tiến tới làm giàu và đánh giá cao các nhà khoa học đã mang cây macca về trồng tại Việt Nam. Hiện nhu cầu tiêu thụ macca thế giới đã tăng gấp đôi sau 5 năm. Vấn đề đặt ra là các bộ ngành, cơ quan chức năng cần thực hiện tốt việc quản lý giống, quy hoạch vùng trồng gắn với thị trường tiêu thụ, hạn chế tình trạng dư thừa, cung vượt cầu để đảm bảo lợi ích của người trồng macca. Thủ tướng nhấn mạnh muốn phát triển cây macca phải có doanh nghiệp vào đầu tư phát triển vùng trồng gắn với chế biến để sản phẩm macca Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Sau 5 năm triển khai quy hoạch macca, đến nay cả nước có 23 tỉnh trồng cây macca với diện tích trên 16,5 nghìn hecta, trong đó 9 tỉnh nằm trong quy hoạch ở hai vùng Tây Bắc và Tây Nguyên trồng trên 15,4 nghìn hecta, tăng 55% diện tích so với quy hoạch. Về sản lượng, năm 2020, các tỉnh dự kiến thu hoạch gần 6,6 nghìn tấn hạt tươi, tăng gần 24,4 lần so với năm 2015. Với giá bán macca hạt sấy khoảng 200 triệu đồng một tấn như hiện nay, ước tính hơn 4.000 tấn hạt sấy sẽ mang lại giá trị khoảng 788 tỷ đồng, trong đó khoảng 60% xuất khẩu. Tại hội nghị, các bộ ngành, các nhà khoa học đã nêu lên các giải pháp phát triển cây macca trong thời gian tới, trong đó mục tiêu đặt ra là phát triển bền vững cây macca vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và các vùng tỉnh có điều kiện khí hậu, đất đai tương tự, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường, hình thành hệ thống cơ sở chế biến từng bước hiện đại gắn với phát triển nguồn nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ước tính là mỗi năm khoảng 1,6 tỷ tấn thức ăn phụ phẩm trong sản xuất và chế biến thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới. Số lượng này đủ để nuôi sống 3 châu lục là châu Phi, châu Âu và châu Mỹ trong vòng 1 năm. Đây là tổn thất to lớn trong bối cảnh tình trạng đói ăn đang tăng lên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tại Việt Nam, lãng phí chủ yếu xảy ra trong quá trình sản xuất và lưu trữ thực phẩm, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 8,8 triệu tấn một năm, tương đương với 3,9 tỷ đô la Mỹ. Đan Mạch, quốc gia đi đầu trên thế giới trong các chiến dịch chống thất thoát lãng phí thực phẩm, hôm nay cũng đã có những chia sẻ, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ nhằm hạn chế tình trạng thất thoát sau thu hoạch và chế biến tại nước ta. Tại nước ta, tỷ lệ thất thoát cao nhất là ở nhóm rau quả với 32% sản lượng, tương đương 7,3 triệu tấn một năm. Nhóm thịt tổn thất là 14%, tương đương 694.000 tấn một năm. Nhóm cá và thủy sản có tỷ lệ thất thoát khoảng 12%, tương đương 804.000 tấn một năm. Hiện nay, nhiều công nghệ bảo quản nông sản như chiếu xạ, bảo quản bằng chế tạo màng phủ, bảo quản thực phẩm CAS đã được áp dụng nhưng mới dừng lại ở mức độ đơn lẻ, chưa đồng bộ. Nguyên nhân được cho là do phương thức canh tác, tiêu thụ nông sản tại nước ta còn quá manh mún, nhỏ lẻ. Khâu thu hoạch của Việt Nam, khâu cơ giới hóa của mình vẫn còn chưa đồng bộ. Và cái công nghệ chế biến bảo quản của mình hiện nay chưa được đáp ứng được cái yêu cầu. Chính vì vậy mà làm cho cái thất thoát nó tăng lên rất nhiều trong khâu bảo quản và khâu chế biến, nên dẫn đến tình trạng hao phí, thối hỏng, bỏ đi rất là nhiều. Trong khi mà giết mổ thì chúng tôi đang thừa ra rất nhiều phụ phẩm, mà cái khó nhất của chúng tôi là bây giờ là về phụ phẩm thì bán ra thị trường không bán được, mà chúng tôi đã quan tâm làm sao có những công nghệ để giúp chúng tôi có thể sơ chế để có thể là tận dụng được hết những cái sản phẩm phụ đó để đưa vào chế biến, để có thể vừa gây đỡ lãng phí mà vừa nó tăng lên cái thu nhập cho doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ giảm thất thoát sau thu hoạch và chế biến tại nước ta, những năm gần đây, chính phủ Đan Mạch đã có nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Theo đó, rất nhiều công nghệ đến từ Đan Mạch đã được triển khai rộng rãi ở Việt Nam, như công nghệ giữ thực phẩm tươi ngon bằng giải pháp vi sinh, kỹ thuật bảo quản lạnh. Hải sản hay là thịt thì khoảng từ 18 độ âm cho đến 25 độ âm. Nếu như có nhu cầu thì tụi tôi sẽ cung cấp một cái kho, gọi là kho trữ, và cái nhiệt độ của nó là tùy theo cái yêu cầu của khách hàng. Theo Đại sứ quán Đan Mạch, ngăn ngừa thất thoát và lãng phí thực phẩm đã trở thành ưu tiên của quốc gia này kể từ năm 2010. Trên toàn cầu, khoảng 1/3 tổng số thực phẩm được sản xuất đã và đang bị thất thoát hoặc lãng phí trong quá trình từ nông trại đến bàn ăn. Trong đó, 1/3 bị người tiêu dùng vứt bỏ sau khi mua và 2/3 bị thất thoát trong quá trình thu hoạch, chế biến và vận chuyển.
thất thoát và lãng phí thực phẩm gây thiệt hại kinh tế khoảng 940 tỷ đô la mỗi năm. Điều này khiến cho tình trạng mất an ninh lương thực càng thêm trầm trọng. Thưa quý vị, để đảm bảo có đầu ra ổn định thì việc kết nối cung cầu được coi là mắt xích liên kết không thể thiếu giữa nhà sản xuất và nhà phân phối. Tại Hà Nội, thời gian qua rất nhiều các chương trình kết nối cung cầu tìm đầu ra cho nông sản đã được các cơ quan chức năng triển khai. Sau đây là ghi nhận tại diễn đàn khuyến nông A Còng với chủ đề liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức hôm nay. 10 con gà sao này được anh nội đưa đến hội nghị kết nối cung cầu ngay từ sáng sớm. Không chỉ giới thiệu đối tượng chăn nuôi hiệu quả mới tới bà con khắp nơi, mà đến đây, anh nội còn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, công ty tiêu thụ lớn khắp cả nước. Hiện tại là 3 vạn con ạ. Thời điểm này em đang tiêu thụ cho những nhà hàng này và những lái buôn ở các tỉnh. Và cũng nhà hàng các tỉnh thì hiện tại cũng em cũng đang muốn liên kết với những chuỗi thực phẩm sạch. Cái hướng đi của em bây giờ muốn bền vững để bà con cùng phát triển. Hợp tác với các đơn vị tiêu thụ lớn, phát triển thị trường tiêu thụ không chỉ là mong muốn của riêng anh nội, đây còn là mong muốn của gần 170 nông trại, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội khi tới tham dự diễn đàn khuyến nông hôm nay. Hôm nay tham gia hội nghị là tôi thứ nhất là tôi muốn quảng bá cái hàng của tôi rộng lớn trong huyện Sóc Sơn, rồi là những xung quanh các huyện nhà ai đến tham quan là tôi đều tư vấn tận tình. Đến đây thì mình có cơ hội giao lưu cũng như là có cái cơ hội kết nối với các hợp tác xã cũng như là học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm hơn để phục vụ cho chúng mình trong cái bước đường tiến tới thị trường nó được hội nhập hơn. Diễn đàn khuyến nông A Còng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn tổ chức. Không chỉ được quảng bá sản phẩm tới hội nghị, các nông hộ, hợp tác xã còn được các doanh nghiệp tư vấn, chia sẻ và định hướng thêm về quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Khi mà một cái sản phẩm ấy mà muốn đưa vào cái thị trường bán lẻ ở trên kênh bán lẻ hiện đại thì trước mắt là các anh chị phải có những cái tư cách pháp nhân về cái doanh nghiệp của mình, giấy chứng nhận tư cách pháp nhân về doanh nghiệp. Thứ hai là các cái giấy tờ về chứng nhận cho cái sản phẩm của mình. Sóc Sơn thì là một cái huyện mà đồi gò miền núi, cái sản phẩm nông sản cũng rất là đa dạng và trên địa bàn cũng có nhiều sản phẩm đã được chứng nhận Việt Gáp. Cho nên chúng tôi cũng rất là muốn thông qua cái hội thảo này kích cầu tiêu thụ các cái sản phẩm để hỗ trợ cho bà con. Tại Sóc Sơn, Hà Nội đã có 10 công ty, 5 cửa hàng thực phẩm sạch ký hợp đồng tiêu thụ ổn định rau hữu cơ do người dân Sóc Sơn sản xuất. Sản phẩm chè Bắc Sơn, bưởi sạch Sóc Sơn, nấm ăn cũng được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp nông hộ vững tin hơn khi phát triển kinh tế và mở rộng sản xuất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì kể từ đầu mùa mưa lũ đến nay, dòng chảy trên lưu vực sông Mekong ở mức rất thấp, thiếu hụt từ 30 đến 40% so với trung bình nhiều năm do lượng mưa giảm thấp. Xâm nhập mặn vùng cửa sông Nam Bộ vào mùa khô 2020-21 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, có khả năng tương đương với đợt hạn mặn năm 2015-16. Với những dự báo như trên, mới đây Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị 36 về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2020-2021 ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó thì vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn nước được xem là điều kiện quyết định trong cả chuỗi giải pháp ứng phó hạn mặn. Đập thép ngăn mặn trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành, tỉnh Tiền Giang. Trong mùa khô năm 2019-2020, nhờ công trình này mà gần 80.000 hecta và 800.000 dân ở đây vẫn có nước ngọt để sản xuất và sinh hoạt. Trong mùa khô tới, ngoài đập này, tỉnh Tiền Giang dự kiến sẽ đắp thêm 10 công trình như vậy dọc sông Tiền để đảm bảo có đủ nước cho tỉnh nhà và tỉnh lân cận. Giữ cái nguồn nước này, tránh cái nhiễm mặn và tạo cái nguồn nước để xử lý cấp cho khoảng 300.000 dân ở tỉnh Long An. Là như vậy là với cái phương án này thì chúng tôi có thể là đảm bảo được cái nguồn nước sinh hoạt cho khoảng trên 1 triệu hộ dân ở hai tỉnh Tiền Giang và Long An. Ngay từ đầu là phải lên một cái kế hoạch để tăng cường tích nước tối đa, chuẩn bị sẵn các cái phương tiện, chẳng hạn như là các cái vị trí các đập tạm và một số cái trạm bơm để chúng ta bắt đầu những cái lúc mà cần tích nước thì chúng ta tích ngay trong một thời gian rất ngắn. Theo Tổng cục Thủy lợi, bên cạnh các đập tạm ở nhiều tỉnh,
Hiện nay, cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn 2-3 công trình thủy lợi lớn đang trong quá trình hoàn thành để kịp đưa vào vận hành trong mùa khô tới. Tuy nhiên, khi có nước, các tỉnh cần phân bổ nguồn nước cho hợp lý, ưu tiên và đảm bảo trước hết cho nguồn nước sinh hoạt. Các hệ thống công trình thủy lợi cũng phải vào hoạt động sớm để chủ động tích trữ nước trong cái mùa mưa lũ, trong mùa lũ này, mùa nước đang cao về này nhiều này, để phục vụ cho cái mùa hạn mặn trong cái thời gian mà đầu năm 2021 tới đây. Và đặc biệt là những cái làm sao mà để tuyên truyền để cho người dân nắm được, để các cái hộ dân cũng chủ động bằng các giải pháp tích trữ tại các hộ gia đình. Nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh đảm bảo nguồn nước sinh hoạt thì ngành nông nghiệp cũng cần ưu tiên nước cho vùng cây ăn trái ở khu vực ven biển, khuyến khích người dân đào nhiều ao phân tán trong vườn để trữ nước, đồng thời ưu tiên nước tưới cho những diện tích cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Phân loại theo từng nhóm cây, phân loại theo từng cái địa bàn cụ thể được vẽ lên trên bản đồ và có những giải pháp riêng cho các cái loại cây mẫn cảm hay là ít mẫn cảm, có những cái giải pháp riêng cho những vùng có hệ thống công trình hoặc là không công trình. Hiện nay, nước trong biển hồ, nguồn nước chính bổ sung cho đồng bằng sông Cửu Long trong các tháng mùa khô đang ở mức trữ thấp hơn trung bình nhiều năm tới 23 tỷ mét khối. Các nhà chuyên môn hy vọng rằng với 4-5 cơn bão được dự báo sẽ xuất hiện trong giai đoạn cuối năm, có thể cải thiện được lượng mưa trên lưu vực sông Mekong, phần nào tăng lượng nước cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.